Sau một ngày dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Toàn TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Đó, chia sẻ với các bạn, hôm nay là thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thì hôm nay không có gì đặc biệt hết cả nhà, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt. Đó. Thì chia sẻ với các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020. Đó thì chuẩn bị bước qua năm mới, Toàn TV cũng chẳng có gì hơn gửi lời kính chúc cho tất cả quý vị, anh chị và các bạn, những người đã đăng ký kênh theo dõi mình trong suốt những năm vừa qua, đó có một năm mới thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công và thật nhiều sức khỏe để công việc nhà nông nó luôn được thuận lợi. Đó thì công việc ngày hôm nay mình đi công việc cá nhân cả nhà, không có đi xem mua bò. Đó thì mình đi xem mua bò với hình ảnh thì nó khác rồi. Cả nhà xem biết ngày nay bản đồ nó khác hơn, đi công việc của riêng mình nên là mình không có chia sẻ trên kênh này. Đó thì chiều hôm nay về tới nhà thôi. Đó thì còn tổng quan hai con ba bê này á thì ông mình cũng chia sẻ nhiều trên kênh rồi. Ông chú ngồi cờ ba ông chú đó, nhưng mà ông đi Sài Gòn chưa về thì mình cũng chưa liên hệ với chú thử là ngày mai có đã về chưa và có chớ được cái ngày đầu năm hay chưa. Đó, nên là cứ tạm thời ăn ở nhà của mình thôi. À, con phải sale con 24 triệu. Còn con lớn phía trước kia là con 26 triệu. À, chú xì cụ về tới nhà. Đó, thì chiều hôm nay về nói chung cũng ra chỗ bò, gẹp bò. Và nói chung ngày nào mình không có liên quan tới con bò, thấy con người mình nó khó chịu cả nhà. Đó, và ngày nào không làm được video thì không gẹp được quý vị, anh chị và các bạn thì thấy trong lòng nó cũng khó chịu. Nên chiều hôm nay về cũng chẳng có cái gì đặc biệt. Đó là cái lý do vì sao mình nói ban đầu hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt, nhưng mà nó lại đặc biệt ở chỗ là hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mà ngày hôm nay thì mình lại không có đi mua bò nên là không có bò mới để công khai báo giá. Đó thì nói chung làm cái video nhanh gọn lẹ đó, và quay lại hình ảnh khi mà nó vẫn hai con bê này đó, nó vẫn còn ở nhà mình, cũng như là mình gửi lời cầu chúc cho tất cả quý vị, anh chị và các bạn sang năm mới thật nhiều thành công. Và chia sẻ với các bạn, mặc dù là Tết Dương Lịch nhưng mà Tết Dương Lịch vẫn là mình tính là năm 2021 rồi cả nhà. Đó, ở mình thì nói chung là không khí bây giờ nó trời nó chuyển lạnh. Đó, thì không biết ở nơi của quý vị gì và các bạn sao. Đó, thì trời lạnh rồi, giữ gìn sức khỏe cho mình và cho đàn gia súc để nó được ổn định, nó được khỏe mạnh và nó được kinh tế hơn. Đó rồi thì nhìn cái mặt mình thì nó cũng chán chán, nó buồn buồn thôi. Bây giờ mình chuyển cái camera qua quay hai con bê lại cho cả nhà xem, cũng như chú xem kỹ càng rõ ràng hơn hai con bê khi ở nhà mình. Ở thì con sau này thì chia sẻ với cả nhà, nó vẫn còn bú dẹm dẹm, nhưng về nhà mình ở nay 3 ngày 4 ngày rồi nên là nó hết la hết ù, ăn uống rất là tốt, và nói chung là ở mình đây có rải đầy đủ nên là hai con bê về phát triển ok đó. Và đảm bảo chuyến về nhà chú là không còn ù, không còn rắn, không còn la nữa. Đó, chú nuôi rất là dễ dàng. Rồi, mình quay camera lại cho cả nhà xem tham khảo nè. Rồi, đây là hình ảnh của hai con bê. Đó, hai con thì chia sẻ với các bạn, nó một con lớn hơn xíu, con nhỏ hơn xíu. Con lớn thì con mẹ không tàn, nó to, ác chiến luôn. Mà về thì nó ăn cũng khiếp luôn.
đó là đây, nhìn sau nhìn tới cả nhà mới xem được hình ảnh con bê. Đấy, có cái mông nó rộng mà nó nét cơ kinh chưa đó. Thì con này con 26 triệu, chiều cao con cỡ 1m1, 1m15 làm đấy đó. Thì chia sẻ với các bạn, có người bình luận trên kênh nói là con 26 triệu cao được 1m2 không, chia sẻ là không được, con này không tới 1m2, nhưng mà miệng của nó rất là to nên là khung tàn của nó dữ dằn lắm, lớn bê già già bê rồi, nên là về nó làm bạn với con đây đó, một kẹp đó, ăn uống tốt. Ở trong rong của mình đây hôm mấy ngày nay có nhiều lắm, về kẹp này nó ở 2 ngày nay gẹm trụi hết rồi. Gẹm trụi có không nói mà lá dừa đồ gần gần ra nó cũng quơ luôn đó. Hai con như vậy đó, nói chung là dòng ba bê nó rất là tốt ăn nên là nó gẹp đâu nó ăn đó. Đó, các bạn, 50 triệu đồng giá 25 triệu một con, về tới nhà cho chú ngoài cửa bang si cụ xem. Đó, bò bê như vậy. Và bây giờ rất là nhiều người đặt bò mua bò ba bê, nhưng mà mình chia sẻ với các bạn, ngày mai là Tết Dương lịch, khả năng là mình chưa đi xem và mua bò được, vì nói vậy cũng Tết tơi cũng là Tết, cũng nghỉ một ngày nữa ở nhà dành chút thời gian với gia đình. Nếu mà chú ngày mai chú nhận bò đó thì mình chở hai con này ra giao cho chú rồi về nghỉ ngơi một ngày nữa, ngày mốt bắt đầu tiếp tục công việc đó. Bò bê là như vậy các bạn. Đấy, mông đuôi này con nào con nói mông đuôi này rất là tốt đó. Đi em, hiền trạng mông đuôi tốt đó, một kẹp rất là đẹp, rất là tươi bê đó. Chiều nay quay chi tiết ý nhớ bòi vẫn còn kêu kìa. Con này nó nhỏ hơn nó còn nhớ bòi, nó vẫn còn kêu. Còn con kia thì chia sẻ với các bạn là hết rồi, hết kêu rồi, hết kêu hết la rồi. Lá xoài mà nó kéo xuống nó ăn luôn này các bạn đó, là coi xoài mà kéo lá xuống nó ăn luôn đó. Có thì bỏ trong kia, cá mắng trong kia đó, đó ăn dừa ăn xoài rồi đi lỏng quẳng trong cái rong này đó. Khúc ngoài này thì nó rất là ấm cả nhà, vì nó khúc cái nhà nó rất là ấm, nó không có gió. Những con bê về này vào mùa này thì nó rất là ấm đó, bê nó như vậy. Rồi quay sơ sơ cái video nhanh gọn lẹ như vậy, chia sẻ với các bạn xíu thôi đó. Rồi thì cũng năm mới rồi cả nhà, nếu mà xem cái video mình á thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh, nếu ai chưa thực hiện đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo và ủng hộ mình năm mới, mình có thêm động lực mình thực hiện những video tiếp theo nó hay hơn, chất lượng hơn, cập nhật giá cả bò bê cho quý vị chị và các bạn tham khảo hàng ngày, cập nhật cuộc sống hàng ngày của mình, cũng như là chọn chốt những cái con bò mà các bạn cảm thấy thích, cảm thấy phù hợp với nhu cầu nuôi, và đặc biệt hơn là cảm thấy phù hợp với giá cả thị trường khi mình mua bán, đỡ phải tốn công đi tìm kiếm, đỡ tốn tiền vận chuyển khi mà các bạn không có xe nhà đó, và đỡ rất là nhiều chi phí nữa. Làm chuyên nghiệp thì nó sẽ dễ hơn. Nói chung là mình ngày nào mình cũng đi ngoài đường thì xe của mình có vận chuyển, cũng như là giá cá mình mua hàng ngày nên là nó ổn định hơn so với các bạn mà đi tự đi mua đó. Còn nếu mà các bạn tự đi mua thì mình chia sẻ kinh nghiệm chọn bò để cho quý vị chị và các bạn chọn được những con bò ưng ý, hợp lý với giá thị trường nhất có thể. Rồi đó, chia sẻ nôm na như vậy thôi. Rồi các bạn, cũng năm rưỡi chiều rồi, trời cũng dần tối và trời cũng dần lạnh đó. Thì nội dung video của mình là kính chúc cả nhà năm mới thật nhiều sức khỏe, và chia sẻ một xíu về cuộc sống hàng ngày, cũng như là chia sẻ hình ảnh của những con bê khi nó ở nhà mình nó có ổn định hay không, để ông chú ông được yên tâm đó. Rồi thì kính chúc cả nhà sang năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công, và chia sẻ với cả nhà là mình xin phép kết thúc video tại đây. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhiệt tình để mình thực hiện những video tiếp theo đón xem sớm nhất khi mà YouTube thông báo. Nhớ nhấn biểu tượng chuông, và những video nào cảm thấy hay thì chia sẻ video cho người thân bạn bè được biết và được tham khảo. Và nhớ cả nhà, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Bye ạ.